Rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải cái đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán lớp học 2034 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Rồi, đề này gồm có 5 câu. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi vào từng câu cụ thể. Rồi, tôi sẽ đi vào câu số 1. Câu số 1 nó như thế này. Nó kêu là tính giá trị của diện tích này. Đó, thì kêu là ta có. Giờ mình muốn tính được cái giá trị của diện tích này. Thì các em phải nhớ công thức căn A bình bằng A nếu A lớn hơn bằng không không thì cái căn tập của bố á, là nếu mình không biết mình bấm máy ra sẽ ra đó là số 9, cho nên mình sẽ ghi là căn của 9 bình căn trên căn của 9 bình vuông lại cộng thêm căn 9 thì mình cũng bấm ra được là 3, cho nên là căn 3 bình căn 25 sẽ bấm ra được là 5 bình và căn 9 bình là 9, căn 3 bình là 3, căn 5 bình là 5. Rồi mình thực hiện thức nhân trước 23 6 trừ 5 chuyển từ trái sang phải 9 cộng 6 là 15, 15 trừ 5 là 10. Rồi như vậy chúng ta kết luận 7 em ngồi rồi. Là chúng ta hoàn thành được câu 1.1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 1.2. Thì 1.2 chúng ta có hai cách giải. Một là chúng ta dùng delta, phương pháp biện thức delta, hay là chúng ta dùng công thức nghiệm đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ giải bằng hai cách ha. Giải bằng hai cách. Cách một là phương trình có các hệ số a bằng 1, b bằng trừ 7, c bằng 6. Và chúng ta xét cái định thức delta. Tuy nhiên đi thi chúng ta chỉ làm một cách thôi nhé. Làm hai cách thì chúng ta cũng không có điểm đâu. Nhiều hơn mà chúng ta mất thời gian. Rồi, b bình. B là trừ 7. Bình phương trừ 4 AC 7 bình là 49 trừ 4 nhân 1 nhân 6 là 24 25 là dương. Thì chúng ta vì chúng ta dương nên phương trình luôn đó hay hiệu phân biệt à, vì chúng ta dương nên phương trình luôn có hai hiệu phân biệt nên đó là nghiệm x1 trừ b cộng căn delta chia cho a trừ b là trừ của trừ 7 cộng căn 25 chia cho 2 nhân 1 trừ trừ cộng 7 căn 25 là 5. Ở đây chúng ta tính nhanh được nha. Rồi đây là 12 trên 12 à, 6. Rồi cái nghiệm bước 2 cái này đây chúng ta sửa cái này là dấu trừ trừ đó, đây là dấu trừ 7 trừ 5 là 2, 2 trừ 2 được là 1. Rồi chúng ta kết luận vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng 6 với 1. Chúng ta có thể đi vào cách 2. Cách hai là như thế nào? Chúng ta dùng công thức nghiệm đặc biệt là có vì a cộng b cộng c cộng trừ 7
Phật giáo và con nên phương trình có hai niệm theo phương trình có hai niệm và chân có phân biệt là ít một và một và ít hai là bằng C thì an C là sáng thì chúng ta sáng rồi thì chúng ta kết luận cũng giống như thế nên đó chúng ta có hai cách rồi chúng ta đi vào câu 3 thì câu 3 chúng ta cũng có hai cách giải rồi, sẽ làm một hai cách cách một là chúng ta dùng cái phương pháp cộng chúng ta sẽ ghi cái chương trình nó lại ghi chương trình nó lại nào biết chuyện yêu dùng ta biết trong này yêu bỏ rồi chúng ta thấy nè các cái hệ số trừ hai y với hai y là đó nha cho nên mình không cần nhân theo quy tắc đường chéo nữa chúng ta giữ cái phương trình dưới lại chúng ta lấy phương trình dưới cộng phương trình trên theo các cái hệ số theo các cái biến số biết y tương ứng này 5x cộng x là 6x trừ 2y cộng 2y là mất rồi 8 cộng 4 là 12 rồi chúng ta sẽ tìm biết tìm ở trên 6x cộng 12 thì x cho 12 chia 6 là 2 rồi thì chúng ta thay x bằng 2 vào phương trình dưới rồi ở đây chúng ta tìm 2y chúng ta lấy 2y bằng 4 trừ 2 là 2 thì chúng ta tìm y y sẽ bằng lại 2 chia cho 2 là 1 rồi chúng ta kết luận vậy phương trình có hai hệ nghiệm của hệ phương trình là nghiệm của hệ phương trình là xy bằng 2 1 cách thứ nhất là phương pháp cộng cách thứ hai là chúng ta dùng phương pháp thế của cái phương trình này hệ phương trình này ta đặt ở trên là 1 dưới là 2 nên ở trên là phương trình 1 dưới là phương trình 2 rồi đó trên phương trình 1 dưới là phương trình 2 ở đây chúng ta sẽ rút một trong hai phương trình từ trường rút phương trình hai tương đương và rút ít là bằng 4 trừ 2 y đó. Rồi mình thay thay ít bằng 4 trừ 2 y vào một ta được chỗ nào thì ít thay bằng 4 trừ 2 y 5 ít là 5 nhân 4 trừ 2 y trừ 2 y để lại 8 để lại và chúng ta nhân ra nên 20 trừ 10y đó, 20 trừ 10y trừ 2y bằng 8 rồi chúng ta rút gọn lại 20 trừ 12y bằng 8 thì tìm 12y là 20 trừ cho 8 12y ta bằng là 12 y sẽ bằng là 1 rồi sau đó chúng ta thay y bằng 1 vào x này đó 4 trừ 2 y ta được x bằng 4 trừ 2 nhân 1 là 4 trừ 2 là bằng 2 rồi thì chúng ta kết luận nghiệm của hệ phương trình là xy bằng 2 1 là chúng ta hoàn thành xong câu 1.3 rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 2 bài số 2 để cho hai câu em nhỏ và bên nhỏ thầy sẽ giải quyết câu em nhỏ trước rồi cái đề nó như thế này để cái đề phía dưới để cho mình dễ theo dõi ha rồi nó cho biểu thức a bằng căn x cộng 2 chia căn x trừ 2 và b bằng biểu thức 3 thì căn x trừ 2 trừ căn x cộng 10 chỉ trừ 4 với điều kiện x trên 1024 thì mình hiểu là hai cái biểu thức này thì biểu thức đầu là có căn biểu thức sau có căn y bốn không biểu thức đầu a là có mẫu mẫu tức là
F0 cho là x và F4 là tương tự bên này thế. Rồi chúng ta sẽ rút gọn biểu thức B. Rồi chúng ta sẽ rút gọn B. Thì để rút gọn B thì chúng ta sẽ ghi là với x thấp bằng 4 còn hai chỗ của ta đúng không? B là như thế này. Rồi thì đó chúng ta sẽ rút gọn B. Thì ở đây rút gọn chúng ta sẽ quy đạo chúng ta sẽ tìm mẫu rút chung thì đây chúng ta hiểu đó là ba nên nhân cái căn x bằng ngàn thì dưới đây là căn x bằng ngàn với căn x vượt ngàn và nhân tử nhân mẫu là căn x bằng ngàn thì ngàn. Rồi ở đây chúng ta thấy là x trừ 4 tức là x cộng căn x bình vuông trừ ngàn bình vuông đó là hàm tích căn x ngàn nhân trừ ngàn. Rồi chúng ta sẽ quy đồ một chút là ghi tử cộng tử trừ tử cái này phải để trong này không để mình phải sai chia mẫu rồi chúng ta sẽ tính cái tử là cái mẫu giữ nguyên còn hơi biến đổi nha ba căn x nhân vô ba hai là sáu đổi dấu trừ căn x trừ 10. Rồi chúng ta sẽ rút gọn ở trên cái tử căn ba căn x trừ căn x là chúng ta là hai căn x sáu trừ 10 là ta là trừ 4 ghi thân khẩu lại rồi ở đây trên chúng ta sẽ đặt cái điểm xương ra đó là em đem lên mặt nhịp bờ là căn x trừ ngang rồi chúng ta sẽ rút gọn căn x trừ ngang nên ra là hai phương cho căn x cộng hai đó như vậy chúng ta sẽ kết luận phải phải về bằng cái này đó. Với điều kiện là x lớn và to càng vô với điều kiện đó vậy với nên ta có vậy với thì B sẽ như thế. Rồi chúng ta vận hành được câu E. Bây giờ chúng ta sẽ đi dùng câu B. Câu B là như thế nào? Cho biểu thức B bằng 2 nhân B tìm các cái trị nguyên của x để B ráng bằng trừ 1. Rồi, bài toán là với x lớn bằng con số chúng ta có N là bằng này và B là bằng này. Rồi, cho nên từ đó chúng ta muốn suy ra B bằng 2 nhân B chúng ta lại căn điểm chọn B càng ít thì này nhân hai thì càng ít hơn hai thì chúng ta sẽ rút gọn chéo càng ít cộng hai thì còn lại hai mặt càng ít chịu hai nhân rồi thì ta có cái này phải ghi với rồi ta có như thế này để tức là theo đề bài là B vẽ bằng trừ một B vẽ bằng trừ thì tương đương B của chúng ta là hai chia căn x trừ ngang vẽ bằng trừ một chúng ta phải chuyển qua bên bên phải tức là trừ một chuyển qua thành cộng đấy to rồi chúng ta quy đầu lên chỗ chung là căn x cộng hai trừ hai một là cái trừ hai chia cái trừ hai ở đây ra đây tử tử nó cộng không cần để ngoặc cái cũng được ha rồi mình vẽ to rồi chúng ta rút gọn cái tử là còn lại là hai trừ hai nó là căn x chia căn x trừ hai
Thế mình còn rồi như thế nào đây, cần ý chị, cần ý chị thề với mình còn thì ta có này, với ít lớn một con cách bố thì ta luôn có là căn ít, căn ít ít lớn một con bố thì căn ít luôn luôn lớn một con và căn ít chịu hàng luôn luôn, căn ít chịu hàng luôn luôn là căn con. Các con được chưa, càng ít chuyện hay luôn các con, nên để ngày bé một con, ngày bé một con thì biết tử lớn một con rồi, mẫu là các con, nhưng mà để bé một con thì vô nhỏ mẫu phải bé con đó, tức là càng ít chuyện hay bé con. Thì ta chuyển qua là căn út bé nha, nó có bình phương hai bé là biết căn út bình là mình biết hai mình là bố út bé bố, rồi chúng ta phải kết hợp với cái điều kiện, kết hợp với điều kiện ít lớn hơn con căn bố thì ta được con nó bé bố nhưng mà nó phải lớn hơn con, cho nên là ít phải lớn hơn con là bé bố. Rồi, nhưng mà vì sao nó kêu là tìm các cái trị nguyên của ít mà ít nguyên nên ít sẽ thuộc lớn bằng con và căn bốn thì nó thuộc to một hai ba. Rồi chúng ta kết luận và để B bé hơn bằng trừ một thì ít sẽ thuộc do các cái chuyện này này rồi là chúng ta hoàn thành được bài số số 2 B. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 3 của đề. Số ba là thế nào? Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng lúc đi từ A đến B với vận tốc mỗi xe con đỡ trên toàn bộ quãng đường AB khởi hành cùng lúc nha. Biết quãng đường AB là 240 km. Rồi. Thì do vận tốc xe ô tô lớn hơn tốc xe máy là 20 km. Nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 2 giờ tính vận tốc của xe. Và thì cái bài này chúng ta cũng có hai cách giải. Cách một là chúng ta dùng phương trình. Cách hai là chúng ta dùng hệ phương trình. Dùng phương trình. Giải bài đó là cách phương trình. Và giải bài toán. Bằng cách tạo phương trình rồi về chúng ta vào góc của mọi xe, nhưng mà nó là góc của mọi xe thì cái xe là nhỏ hơn thì mình đặt cái vận tốc nó là ít, hay là góc ô tô nó có xe máy thì là gọi ít km trên giờ là vận tốc của xe máy thì điều kiện ít là cái dương. À, điều kiện dương thì chúng ta có là cái gì à, nó cho quãng đường nữa, cái phương trình của chúng ta nó nằm ở chỗ nào, chỗ chỗ là sớm 2 giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ tính cái vận tốc, tốc của ô tô lớn xe máy, chúng ta tìm vận tốc của ô tô là ít cộng 20. Rồi, chúng ta sẽ tìm thời gian, thời gian của xe máy là thời gian mình lấy quãng đường khi cho vận tốc quãng đường 240 cho vận tốc là ít đơn vị là giờ
Rồi thời gian của xe ô tô là xe ô tô là của xe thì chúng ta lấy quãng đường chia cho bằng tốc đó, quãng đường tốc tỷ còn đơn vị là giờ. Rồi theo đề bài đang có chương trình đó, theo đề bài có chương trình đó là ô tô đến sở xe máy thì giờ tức là thời gian xe máy nhiều hơn ô tô, tức là mình phải lấy thời gian xe máy nhiều hơn ô tô 2 giờ, tức là lấy xe máy trừ cho ô tô bằng 2. Và chương trình này cũng dạy chúng ta đúng đầu đúng không? Đó, bây giờ một chương trình chúng ta là x, x cộng 20. Chúng ta nhân ở đây cho x cộng 20. Ở bên này chúng ta chỉ nhân cho x. Ở bên này là chúng ta nhân cho x, x cộng 20. Và chúng ta sẽ bỏ mẫu đi. Bỏ mẫu đi. Đó, 240 viết cộng 20 240 viết này viết cộng 20 phải ta nhân ra 240 viết cộng 240 viết cộng 20 viết cộng máy là 48 đúng không? 48 đúng không? Trừ 240 viết nhân vô cái tình cộng cho 40x. Và chúng ta sẽ rút gọn bên đây cái 240 trừ 240 mất đó là 48 phần ngay lúc đấy cộng 40x thì chúng ta chuyển về bên tay phải a trừ 48 bằng con đó, thì tới đây chúng ta sẽ giải phương trình này và cách nó cho là nhóm máy không cần giải chúng ta ha, rõ ràng 9 22 2 40 trừ 48 những bài toán thực tế là nó cho mình giải hệ phương trình cái phương trình bằng hai hệ phương trình nhất là bóng máy 40 trừ 60 trừ 60 vì chúng ta hiểu rằng đối chiếu với điều kiện ví dụ ta thấy x bằng 40 là khoảng x bằng trừ 60 là không khoảng rồi vậy đây chúng ta tìm x cộng 20 chúng ta thay x bằng 40 và x cộng 20 ta được x cộng 20 bằng 40 cộng 20 là 60 rồi chúng ta kết luận rõ này chúng ta sẽ kết luận là như thế này đúng chưa, kết luận là vậy vận tốc của xe máy là 40 km/h và vận tốc của xe ô tô là 60 km/h. À, chúng ta hiểu ha, tức là nếu như chúng ta không đó đó em ngồi đúng không, à, nếu như chúng ta không biết giải bài này là phương pháp là phương trình thì chúng ta phải là làm phương pháp hệ phương trình rồi chúng ta xem một cách này nè các lập hệ quy trình và xem này thì chúng ta gọi x đi km vận tốc bây giờ lần nữa là tốc của ô tô và xe máy x đi chiều dương đấy rồi thì nên chúng ta có là vận tốc và thành phố là phương trình nó nằm ở chỗ đầu tiên
Đó là quan trọng là bạn tóc sẽ nái lên tô thời gian. Chúng ta phải tìm ra thời gian. Thời gian xe ô tô đi. Đó, thời gian xe ô xe máy là đây nhé, ghi kỹ là thời gian của xe máy, thời gian của xe ô tô à, ít đúng không? Lấy mình lấy thời gian quãng đường 240 km đó, đây chính là giờ. Rồi thời gian của xe máy là 240 thì trở đi là rồi. Thế đây chúng ta nói theo đề bài ta có hệ phương trình, theo đề bài ta có hệ phương trình, đó là hệ phương trình như thế này. Chúng ta dùng đó là ô vận tốc ô tô lớn xe máy 20 là ít dự đi và 20 đó, và thời gian ô tô sau xe máy và đến xe máy trừ cho ô tô hiểu không? Đấy, 240 đấy nhiều trường đấy, 240 chỉ ít bằng hai để giải phương trình này. Đó, mình phải đặt cái này là số 1, cái này là số 2. Đây, đặt cái này là số 1. Đó, đặt cái này là số 2. Toán 1 tương đương ít mình sẽ là 20 cộng đi hay là điểm đi đi bằng ít trừ 20. Rồi mình lấy thay thay đi bằng ít trừ 20 vào 2 ra được 240 chia cho ít trừ 20 trừ 240 thì là ít bằng 2. Như vậy ở đây điều kiện là ít, ở đây để mình ghi ít y lớn con mà thiếu điều kiện đó là ít phải lớn hơn 20 nữa, tại vì vận tốc của ô tô lớn thì lấy 20 cho nên không lớn 20 thì không có đảm bảo bảo không mình mới dương đó. Thế đây phân quỹ đạo nói chung là ít ít thì 20 chúng ta nhân cho ít chỗ này, và chỗ này chúng ta nhân cho ít trừ 20, và chỗ này chúng ta nhân cho ít trừ 20. Rồi chúng ta cắt cái nổ bỏ đi, chúng ta ghi được cái tử là nhân vô 240 ít 4.000 tấn hãy phần trừ 40 ít và chúng ta rút gọn là 240 là 4.800 và 2 bình trừ 40 ít, chúng ta chuyển qua bên tay phải luôn và 2 bình trừ 40 ít trừ 4.800 là chúng ta bấm máy ra 9 2 2 2 trừ 40 trừ 48 phần còn 60 với 40 ít bằng 60 và ít bằng trừ 40. Bấm chiếu đấy tấm chiếu lấy điều kiện ít lớn hơn to đến lớn hơn luôn đúng không đó. Ta thấy ít bằng 60 còn ít bằng trừ 40 còn đó, và sau đó chúng ta thay thay ít bằng 60 và y bằng 20 ít trừ 20 ta được y bằng 80 trừ 20
đây là 40 rồi, nó họ y như lớn cho vì chúng ta kết luận vậy. Giống trên kinh tế tốc xe máy là 40, ô tô là 60 rồi, đó là chúng ta hoàn thành được câu hoàn thành được câu 3, câu 3.1. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 3.2. Rồi, 3.2 như thế nào? Cho một phẩm tọa độ OC cho parabol khi mà ít trừ và đường dẫn D y bằng trừ thế của em với m là tham số, tìm giá trị của tham số m để D cách V là hai điểm phân biệt AB có tọa độ x1 y 1 x 2 y 2 mở mảng y 1 và y 2 cộng 3 x 1 y 2 bằng 1. Thì cái bài này rất là đơn giản thôi, thì chúng ta hiểu là cách tại hai điểm phân biệt đó chính là cái điều kiện để cái phương trình mà đo thời điểm nó có hai điểm phân biệt, rồi sau đó chúng ta dùng VS là chúng ta biết được tổng cái tích y 1 y 2 này được biểu diễn qua thay vô cái này hoặc là thay vô cái này tùy mình thay vô cái nào thì tốt ha. Thầy thấy thay vô cái này nó dễ hơn là thay vô cái này cái parabol, thầy thay vô cái đề vậy ta. Rồi chúng ta bắt đầu con này nha, chúng ta sẽ làm chương trình hình đổ cái này mình để dưới đây để cho mình dễ theo dõi. Chương trình là sao đường B và D là chương trình D là rồi chúng ta chuyển vào là bên trái bên phải và bên trái cộng hai điểm trừ em là to. Rồi bây giờ chúng ta nói là chương trình sao đó A bằng 1, B bằng 2, C bằng trừ M. Rồi chúng ta phải xét định mức delta. Delta là B bình trừ 4AC. B là 2 lần trừ 4 nhân 1, C là trừ M. Rồi. A mình là 4, trừ 4 thì em là 4 em. Rồi, chúng ta hiểu hết. Đây này, để làm được tiếp theo thì chúng ta phải dùng phải nói như thế nào đây là để yêu cầu là T cắt B tại hai điểm phân biệt biết một biết hai hai điểm phân biệt AB khi và chỉ khi khi về chỉ khi cái phương trình sao cái phương trình chỉ khi đến phương trình sao có hai điểm phân biệt x một x hai thì sẽ tương đương với hai điểm phân biệt mỗi hai thì tương đương với delta của dương, delta dương là 4 cộng 4 nên là dương thì tương đương 4 trên lớp 0 trừ 4 chuyển lấy 4 đổi lên lớp trừ 4. Rồi như lớp 8 mình chia cho 4 còn đổi chiều là em mở sẽ lớn hơn trừ 4 trừ 4 là em mở sẽ lớn hơn trừ 1. Rồi như vậy chúng ta sẽ dùng vỉa với em mở lớn hơn trừ 1 phương trình sao có hai điểm để phân biệt phương trình sao có hai điểm phân biệt x và x2 nên có mảng hệ thức VS đó là x1
cho x hai là trừ b của em, b của chúng ta tức là hai, a là trừ hai, rồi x một nhân x hai là c chia a, c của chúng ta là trừ em, a là trừ em, rồi chúng ta hiểu như này, ta có là chúng ta ở đây, ta có là a số một của b này nó thuộc thuộc vào d là b thì chọn là d, cho nên khi đây y một là nó trừ hai x một, cho nên y ra y một x hai x một trừ hai x một cộng em, rồi tương tự điểm b này hai này là cách nhau là AB cùng B thì bên đó các bạn có thể là dùng cùng parabola thì các bạn biết đó là bình phương về trước tổng của chiều biến đổi, nhưng ở đây thành chiều vực liên quan đến đường thẳng cho nó dễ hơn nên hai thêm cộng em thêm nội dung là theo đề bài ta có là cái biểu thức nó cho như thế này. Rồi thì mình sẽ biến đổi cái đó ra tức là y1 cho là trừ hai x một cộng em, y hai và trừ hai x hai cộng em, rồi cộng ba x một x hai đó là trừ em, còn bốn tức là do trên do hệ thức kia và do trên tức là chia cho trên đấy, đấy. Rồi chúng ta rút gọn lại này, chúng ta ghi từ từ cái này rồi chúng ta ghi cái này tức là ghi tới đây đúng không, rồi chúng ta đó là do chơi đó, rồi ở đây chúng ta đặt trừ nghe này ra ta để lên này nha, rồi ta để lên này đó. Rồi để mình diễn gì để gì là chúng ta đặt cái biểu chung giờ ba mà với hai nữa là để trừ hai đây à, mình để một với hai cộng với hai cộng ba với một với hai à, cộng hai bằng một à, thì chúng ta thay vô ít một nhân ít hai là trừ hai ba cái một cái hai là trừ em, hai em một là do hệ thức vía, rồi chúng ta nhân ngược bốn trừ ba em là hai em rút gọn lại là bốn trừ em là một, em là bốn trừ một đúng không, em sẽ là bốn trừ cho một đấy, và bốn trừ một sẽ là cái gì là ba đó, đó đúng không, đó nói em là lớn rồi thì chúng ta kết luận vậy m ba à, là giá trị m là giá trị cận thị. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 4. Rồi, sẽ đi vào câu số 4. Là bài hình đó nên rồi chúng ta sẽ vẽ hình ra cho đường tròn tam lô bán kính R đường kính AB, thì cái bài này nó có liên quan đến cái tuyến rồi đường kính AB
là vẽ là thường đến thường là vẽ là nghe nó sẽ dễ nhìn hơn vẽ đúng. Lại trước chấm AB được gọi là mô đây. Đấy, chính đây là đường chính là AB. Kẻ tiếp tuyến AX, kẻ AX là tiếp tuyến của đường trọ O. Đấy, chúng ta kẻ tiếp tuyến AX ra. Đấy. Kẻ tiếp tuyến này ở trên cái kiếp ở đâu để mình đọc tên phim được không được cái kiếp là mình kẻ sao nghe đi ha để mình phải nói rồi trên tia x lấy điểm C C khác A rồi CB cắt đường RO rồi mình nói CB lại đây C để mình dọc này thấy đâu cũng được đừng lấy hẹp quá lấy cỡ đây là vừa. Tùy với bạn thôi. Các bạn lấy đâu từ nơi miễn các bạn dễ nhìn. Thấy dễ nhìn các bạn lấy. Đấy. Rồi thì mình lấy ở đây đi ha. Đấy. Lấy đây thì lấy đây luôn. Cỡ đây là được ha. Đấy. Nhiều cái tuyến cho nó lố miễn. Đấy. Okay. Rồi, kể tiếp tiến này ở trên bộ. Trên này cũng thấy điểm C này. Trên này cũng thấy điểm C. C khác A rồi CB đường tròn O tại điểm D D nằm đây rồi gọi Y là giao điểm của OC và AD OC đây và AD đây rồi. Đây chính là điểm Y rồi Y nằm chỗ này kẻ H vuông góc với OC tại H AH vuông góc với OC tại H rồi. Và AH góc BC tại M luôn rồi nằm ở chỗ này nè. AH vuông góc với BC tại H vuông vuông mình chỗ này rồi A cắt B C tại em tại em là chỗ này chứng minh tứ giác DM Y nói tiếp DM Y nói tiếp DM Y nói tiếp và cái câu này dễ nghe khó được. Và để làm bài này tốt thì chúng ta cái này phải dùng hai hình song song hình bên này là chữ nhé ha được phần khá là hình đó bây giờ thầy sẽ khai thác cái đề
cho đường kính AB đúng không, đường tròn O, đường kính AB chi mà nó cho đường kính thì mình bao nhiêu điểm nằm trên đường tròn đều là vuông, tức là đầu tiên cái D này hay vuông này, đó là mình phải khác được yeah. Rồi tiếp theo nó cho là gì, kẻ tiếp tuyến AX với đường tròn O đúng không, rồi TAX cắt CBD, tức là có một tiếp tuyến này thì chủ yếu là dùng góc tạo bài tiếp tuyến và nhịp cung nè, góc tạo bài tiếp tuyến và nhịp cung, tức là cái góc này đây à, nếu mình dùng cái tiếp tuyến nhịp cung của nó là AD thì cái góc màu màu đỏ này à, cho mình có màu đỏ này à, rồi nhịp cung rồi có một nhịp cung như thế này chúng ta cũng không có được cái gì nữa. Rồi tiếp theo nó kêu mình là trên TAX à, nó kêu mình và Y là giao điểm OC và AD, OC và AD à, OC nha, AD thì chúng ta cũng chưa biết được cái gì nha. Rồi sau đó nó kêu mình kẻ AH vuông góc OC tại H, AH cắt BC tại M, vuông vuông như thế này đặc biệt này. Tức là vuông như thế này tức là nó cũng từ vuông hạ vuông, và nhưng mà lúc đầu chúng ta thấy là từ A cũng có vuông hạ vuông, như vậy nó sẽ sử dụng cái hai hệ thức lượng này. À, là chúng ta hiểu không, là dùng hai hệ thức lượng nha, thì dùng cái hệ thức lượng đầu là A nó bằng B rồi đúng không, góc đầu và tính tuyến nhịp cung, không thì chúng ta tìm dùng chính chất phân giác à, góc phụ nha, tức là chúng ta có góc là gì, D A B nó sẽ bằng là D C A, nhưng nó cùng phụ nó về, tức là chúng ta hãy cái góc nằm giữa hai cái mình đặt cái màn nó màu xanh nha, nó cũng dễ như đó, thì nó bằng góc màu xanh đấy. Rồi sau đó chúng ta khai thác tiếp là hệ thức lượng con, tức là A C O vuông tại A và phát là đường cao, thì cái góc dưới này nè, góc màu hồng này nè, sẽ bằng góc màu hồng này, là tại sao nó bằng, nó cùng phụ với cái góc AOC, góc màu hồng này chính là OAH, màu hồng trên cũng tức là OCA, nó cùng phụ với OAOC. Và tiếp theo là cái góc C này, cái góc AOC thì đặt nó là một mặt khác, mặt cam, nó sẽ bằng cái góc là gì, AOC bằng góc là CAH, không phải CAH nó có cái đường nằm giữa cho nên mình chỉ hiểu cái góc này là cao nằm trên cái đường luôn để mà mình phân biệt được nha, là góc CAH là nó bằng góc cao rồi, đó, mình hiểu cái đó là gì là được rồi. Để mà mình làm cái câu tiếp theo rất là dễ, sau đó mình quan sát là mình biết góc vuông của nó, AH với D là không có quan hệ với nhau đúng không, đó. Nó không có cùng mà vuông góc mà là song song gì đó, nhưng mà đây tạo ra rất là nhiều thứ nhất nội tiết ha, thì bây giờ đề nó yêu cầu là gì, mình làm cái đó thôi, tứ giác DM thức y nội tiết D M thức y, rồi quá quen nhìn bên hình này ha, là chúng ta thấy nó có góc H và góc D cộng là 90 đó, cho nên đó tiếp rồi thì chỗ này chúng ta chỉ cần tính góc D ra là 90 là xong đó. Chúng ta chỉ cần tính góc D là 90 là xong đó. Và chúng ta sẽ đi vào câu A. À, thì cái đề nó như thế này đó. Mình sẽ lấy cái đề nó sẽ rồi để cho mình dễ theo dõi nha. Có cái gì mình sẽ có là đại diện đầu tiên là có AB là đường kính, là đường kính của đường tròn tròn giả thuyết thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì đó, a
AB bằng 90 độ, tức là góc nội tiếp chấm nửa đường tròn, hoặc là chúng ta ghi cho nó nhanh đó là hệ quả góc nội tiếp. Rồi chúng ta suy ra AD sẽ vuông góc với BD. Chúng ta dùng đó hay không đó mình đã AD chúng ta rút ngắn lại là BD, và BD chúng ta rút ngắn lại đó là MD, vì B thuộc AD, M thuộc BD. Chúng ta suy ra cái góc FI DE 90, IDE IDE 90. Cái đó là nói sao cũng được, còn chỗ này luôn cũng được, còn cái này dùng, cho nên chúng ta quan trọng rút cái đó, chúng ta dùng cái khác. Đó, IDE 90. Rồi, chúng ta được một góc, chúng ta dùng một góc nữa là góc HIM. Thì cái đề cho là AH vuông góc OC tại H. Đó, AH vuông góc OC. Đó là giả thuyết. Chúng ta suy ra được là AH. Đúng không? Vuông góc OC. Thì kéo ra là AM. HM. Đó, HM nó sẽ vuông góc với đó là HM. Vì sao? Vì H nó thuộc vào hai em có O I C năm điểm và O H I C năm điểm. Giờ ta chúng ta có thể kéo vào cái bài để cho nó thuộc, chúng ta sẽ được cái đó là I F M bằng 40 độ. Như vậy chúng ta có được hai góc này 90 độ, chúng ta mới xếp cái tứ giác DMHI đó, góc IDM chọn góc IHM là 90 độ cộng với 90 độ và 180 độ à, 90 trên. Rồi chúng ta suy ra tứ giác DHI nội tiếp, dấu hiệu tứ giác nội tiếp, hoặc là chúng ta dùng là tứ giác có phẳng hay góc đối bằng 180 độ. Rồi là chúng ta làm xong câu A. Bây giờ ta đi vào câu B. Rồi câu B như thế nào đây? Đấy, ok. Đó là chứng minh OH nhân OC bằng R bình, OH nhân OC bằng R bình, và tam giác OHB đồng nghĩa với tam giác OBC. OHB đồng nghĩa với OBC. Đây là cái hình đó. Rồi, chúng ta sẽ phân tích bên cái hình bên này nha. Chúng ta hiểu như thế nào? OH nhân OC bằng R bình. Như vậy R bình này, đúng không? Là nó có nhiều cạnh R bình. R tức là OE cũng R, OB cũng R, hoặc là OD cũng R. Nhưng mà chúng ta để ý là OH nhân OC. Thấy nó quen. Chúng ta dùng OE bình. Tại vì sao? Bởi vì cái hình này nó rơi vô hệ tích lượng, tức là để chứng minh những kiểu này thì thường mấy bạn phải đổi R bình này về một cạnh nào đó, tức là thường là thì sẽ chọn OE, cái chọn OB chọn OD cũng chọn, thì đây chính là hệ tích lượng này. OH nhân OC là bằng OE bình, bởi vì cái tam giác CAO vuông tại có AH là được cao. Rồi như vậy chúng ta giải quyết cái này thì thường hình học nó có liên quan, các bạn hiểu không?
liên quan đó là mấy bạn phải biết là cái phần thứ sau nó dính tới phần phía trước, cho nên nó đi chung một câu, tức là khi mình chứng minh tam giác OHB hay mình nói tam giác OHB là cái màu đỏ mình tên là tướng này OHB, đây là những OHB đồng dạng của tam giác OBC. Thì mình thấy hai tam giác mình cái đặc điểm của đồng dạng là nó có hai cách, một là góc góc, hai là chúng ta dùng một góc chung một cặp cạnh tỷ lệ. Và bài này chúng ta sẽ dùng cách hai, bởi vì sao? Bởi vì cái câu trước của câu B nó có nè, nhưng mà chúng ta phải đổi, tức là chúng ta có góc O là góc chung đúng không? Đấy. Và chúng ta có được cái cặp cạnh này nè, nhưng mà R mình sẽ thay bằng OB bình đó, tức là OH nhân OC bằng OB bình, tức là cái cặp cạnh tỷ lệ đó là mình chia qua OH chia OB cho bằng OC chia OB đó, chia ngược lại nha. Thì nó sẽ đồng dạng theo trường hợp là cạnh góc cạnh đó, xong rồi nhưng mà phải em hiểu hết đấy, rất là dễ có. Rồi chúng ta sẽ vô làm câu này. Rồi, xử lý như thế nào đây? Chúng ta tự gặp ha. Ta có là gì? Ta có A. Đúng không? Ta có A là ta có CE đi. Là tiết điểm của đường RO. CX, đúng không? CX, CX. AX là tuyến tuyến của đường RO, AX là tuyến tuyến của đường RO tam hồ. Giả dạ, tiếp tuyến tuyến là AX sẽ vuông góc với OA, đó là tính chất đó là rút ngắn là AC, mỗi rút ngắn là mình lấy cái điểm vô vuông góc với OA đó, vì C nó thuộc AX. Okay. Là mình sẽ suy ra được tam giác là OAC vuông tại A. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đường cao ta có AH để vuông góc OC là giả thiết. Đó. Giả thiết thì chúng ta sẽ suy ra AH là đường cao của tam giác OAC. Rồi, ta có tam giác OAC vuông tại A và có hai nhất là đường cao chứng minh trên, thì chúng ta sử dụng cái gì? OH nhân OC và OA bình đó là hệ thức lượng để cân bằng với chuồng, và chúng ta lấy OH nhân OC là OA đó bình. Vì sao? Vì OA mật E là à, đó, rồi xong thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thứ hai thì đã có này. OK. Nhưng từ đây cũng làm xong những bài chúng ta chuyên tiếp luôn. OH nhân OC và OB bình. Vì sao? Vì OB nó bằng R. Để mình chia số dùng cái cặp cạnh tỷ lệ thì OH lên này thì chia bên kia là từ ngữ đó là OB thì trước phải OB bên này chia bên kia đó là OC. Rồi mình xét hai tam giác OHB à, chúng ta mình xét hai tam giác OHB và tam giác OBC đó góc O chung, thì góc O thì nó tam giác đầu tiên chúng ta phải đặt tên là H dựa ở đầu cuối HOB. Cái tam giác thứ hai chúng ta phải đặt đó là BOC à, thì chúng ta phải quy ra là góc chung và một cặp cạnh tỷ lệ ở đây à, chúng ta lo số thì mình như trời. Như vậy theo kiến thức của lớp 8 thì hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp cạnh nó cạnh à, sẽ đồng dạng theo trường hợp là cạnh góc cạnh.
Dạ, đó, dạ, rồi, rồi, là câu B. Nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C. C là đây. Hiểu ra mấy cái đồng dạng này có liên quan nhau không, nó có sử dụng mình không, cũng phải lưu ý và chút có nha. Đấy. Đấy. Đấy, chúng ta chứng minh MD chia MP, MD chia MD và HD chia HP, HD của HB đây. D chia HB. Đó là câu của nó. Nè. Và mình sẽ xem MP liên đề đây. Mình thấy quen không? MD chia cho MB mà HD về, đó chính là tính chất rất quan trọng trong sách giáo khoa đó hả? Đó là tính chất phân giác. Nếu như nó phân giác nha, MD chia MB và HD về là dưới trái đúng không, chia dưới phải, trên trái chia trên phải. Nhưng mà quan trọng là bây giờ làm sao mình chứng minh được nó là phân giác, tức là để chứng minh được phân giác các bạn cần phải chứng minh hai cái góc mà hai cái góc mà hồng, hai cái góc mà ngoài dạ thì đã hai cái góc này là xanh lá là ngang đúng không? Đấy, nhưng mà mình biết được ngay cái đặc điểm ngay góc khác này là góc vuông đó, tức là em khác nó vuông ấy, ok. Cho nên khi gặp những cái trường hợp như thế này chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến cái vấn đề là chứng minh ra được trực tiếp hai góc này vuông là rất khó, mình nó phải thông qua một cái bước khác. Tức là cái câu B nó rất là quan trọng nha, nó sử dụng cho câu C đó, là chúng ta muốn chứng minh hai góc xanh này bằng nhau thì chúng ta sẽ chứng minh hai cái góc bên này bằng nhau trước đó, thì cho góc này là tím, à, này là màu vàng, chúng ta sẽ chứng minh hai góc vàng bằng nhau trước, thì hai cái góc vàng này cộng góc xanh này 90, vàng này cộng xanh này 90, như vậy hai cái vàng này bằng nhau thì hai cái xanh bằng nhau. Mình hiểu nha, là cái hắc vàng dưới này hồi nãy mình dùng hai tam giác đồng dạng là OHB, thì cái góc vàng này chính là ở vị trí H, thì bên đây sẽ là OBC là ở vị trí B, tức là góc vàng này chưa, nó sẽ bằng với góc vàng dưới này, à, tức là hai góc tương ứng OBC là góc vàng này, nó sẽ bằng với góc là OBC là bằng góc đỏ này chứ, cái góc vàng này nó sẽ bằng góc đỏ này, hai góc tương ứng như vậy chúng ta sẽ sửa vàng này thành đỏ đó, vì chúng ta chỉ cần chứng minh góc đỏ này bằng góc vàng nó là xong đúng không, rồi làm sao chứng minh góc đỏ này vàng này. Nếu chứng minh được điều đó nữa là kết thúc, thì chúng ta để chứng minh hai cái góc này cùng nhau thì thường chúng ta nhìn hai tam giác này nó đồng dạng, chủ yếu là những cái tam giác đồng dạng và thứ nhất là tiếp, nhưng mà bài này chúng ta dùng bình dạng thì chúng ta thường hai góc này chúng ta phải ghép với một cái gì cái điểm nào đó đã tạo ra cái tam giác có góc chung, đó là điểm C mà chúng ta dùng là CHD, và tam giác HD như tam giác đó là CBO, hai miếng này cho đồng dạng. Vì sao? Bởi vì góc C là góc chung, và chúng ta dùng cặp cạnh tỷ lệ này CD nhân CB nó bằng là CA bình, à, kiểu này, rồi CH nhân CO cũng bằng CA bình, à, thì chúng ta có là CD nhân CB hoặc CH nhân CO rồi cùng bằng CA bình, thì chúng ta lấy cặp cạnh đó tỷ lệ, kiểu này để chúng ta suy ra được
gốc vàng này, nó bằng gốc đỏ này. Đó, rồi từ đó là chúng ta dùng hai gốc đỏ này bằng nhau, nó cùng bắt cầu gốc đỏ, gốc đỏ B này. Hai gốc đỏ hát đỏ bằng nhau thì hai gốc hát xanh này bằng nhau, mà hai hát xanh này bằng nhau thì suy ra được nó là phân giải, tức là hát em là phân giải của gốc D hát B. Chúng ta dùng tính chất phân giải là kết thúc. Đấy, nhìn chung thì không có nha. Rồi, một lý do thầy sẽ hướng dẫn nha. Thì đầu tiên là cái góc này. Đó, đó này. Đó, đó là cái hình, kia là hình phân tích thôi. Còn hình này là hình đoạn này. Đó, nó sẽ bằng cái góc đỏ bên này. Đó là dùng hai phân giác đoạn dạng là cô B. Sao cái góc xanh này nó mới bằng góc đỏ với này, thì dùng hai phân giác đồng dạng tiếp. Dùng hai phân giác đồng dạng tiếp. Rồi thì chúng ta phải suy được hai góc hai bên này nó bằng nhau. Là góc này nó bằng góc đỉnh này. Là những cái góc xanh là bắt đầu chúng ta sẽ dùng bắt đầu qua hai góc xanh, còn lại một góc xanh. Rồi chúng ta dùng tính chất phân giác là ra, nói chung cũng không khó. Rồi thì chúng ta sẽ giải quyết câu này như thế nào. Rồi chúng ta có được là cái gì? Rồi, cái này từ nãy giờ mình dễ nhìn thấy thông tin thì nó đẹp, thì đã có hai phân giác là nãy đồng tiền đúng nhau ở đây. Đó, phân giác này chính là co b. Rồi cc là hai góc tương ứng nó bằng nhau, đó là cái góc o b. O b bằng cái góc này o bc. O bc là hai góc tương ứng. Rồi OB và OBC. Rồi chúng ta để đó, để nó là số 1 đi, tại vì chúng ta chưa đặt đúng không? Chưa đặt số 1, 2, 3, 4. Rồi. Tiếp theo là chúng ta dùng hai cái góc tiếp theo thì chúng ta sử dụng như thế nào? Thì ở đây chúng ta có là OB là bằng con D đó đúng không? Chúng ta có lại là tam giác A OAB này là thẳng vuông tại A và có AH là đường cao, thì chưa là câu B. Rồi thì chúng ta sẽ suy ra được đó là CH như CO, tức là bằng CA được tôi hệ trục lượng. Nó mình đặt đây là số ngang, số 1 này và mình kết là biết tiêu ngang tại đó đi. Đó. Rồi chúng ta mới có được cái gì? Và lại chúng ta có được AD vuông với BD đúng không? Cái này là AD vuông với BD đây. Đây, AD vuông với BD ở câu A. Chúng ta vẫn suy ra được AD ở vuông góc lấy BC, vì D BC. Rồi chúng ta vẫn suy ra AD là độ cao
4 tam giác ABC. Rồi chúng ta có là AC vuông góc với OC là AC góc với OC OE AC vuông góc là OB. Chúng ta kéo là AC sẽ vuông góc với AB từ O của AB. Rồi chúng ta sẽ suy ra được cái tam giác ABC vuông tại A. Rồi chúng ta sẽ nói là tam giác ABC vuông tại A và có AD là trục cao. Đó là chứng minh chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Đó là CD nhân CB thì mình là CA vậy. Đó, hệ chất lượng nhân. Rồi, chúng ta sẽ đặt đây là số 3. Từ 2 và 3, chúng ta bắt đầu qua. Ta suy ra CH nhân CO, CD nhân CB. Đó, cùng bằng CA vậy. Rồi để chúng ta chia qua nha. Thì ở đây chúng ta suy ra CH. Đó, CH là nó đến vuông thì chia bên này. Đó là gì? CH này chia CB để mà nó dùng đồng nghĩa nó CD chia CO. Rồi chúng ta mới xét hai tam giác. Đó là CHD và tam giác CBO đó. Góc C là hai góc C là trục chung. Thì cái tam giác thứ nhất C mình đặt ra là gì? H, CD. Tam giác thứ hai mình đặt C đó là BCO. Đó là góc chung. Rồi, cặp cạnh tỷ lệ đây. Chứng minh trên. Rồi thì chúng ta suy ra hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi chúng ta sẽ suy ra hai góc tương ứng, đó là góc CHD và CDO. CDO là hai góc tương ứng. Mà CDO cũng là gì? OBC nữa. Nó ghi lại là OBC. OBC. Rồi, chúng ta đặt đây là số 4. Từ 1 và 4, 1 là thấy mẹ nó cũng là OBC. Nó thấy chưa? 4 cũng là OBC. Nó ghi lại là tức là từ 1 giờ 4 đi ra mình bắt đầu ha, từ 1 giờ 4 thì mình sẽ suy ra gì? Tức là đây OBC, đây OBC tức là OB tức là bằng là CHD nó cùng bắt đầu với OBC. Đây cùng bắt đầu với OBC. Rồi, mình sẽ nghe đặt đây là số 5 đi. Rồi, ở đây chúng ta có AH, đúng không? AH vuông góc với OC. Đây là cái chúng ta kéo vậy. MH vuông góc với OC. Đó, vì sao? Vì cạnh vuông AM. Và chúng ta cần suy ra được hai cái góc bằng nhau bằng 90 độ. Đó là EHC và EHO cùng bằng 90 độ. Rồi, thì chúng ta viết góc EHC và EHD
C nắp đèn, C nắp đèn, em có hết anh sẽ bạn bạn em nắp đèn chọn luôn nó gì ô nắp đèn là lại có sáu từ năm và sáu làm cái này mình sẽ đáp OB bằng 13 C B rồi hai cái xác D là giống nhau bỏ luôn à, là, tức là em thắt B cho bằng em thắt B à, mà em thắt B là em thắt B tức là hát em là tăng giá của góc tăng ý từ đồng hình đây các đề à, là dấu đề nhận biết thằng nhé còn mình tính chất thằng nhé nha tức là em đề chia đề và các đề của các bạn đã là tính chất à, đều phải chứng minh rồi là chúng ta hoàn thành xong bài hành động và bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 5. Cái này nhé. Có hai câu này. Dạ. Đấy. Rồi, ta đi vào phòng thương mại. Các bạn phải làm những cái bài như thế này. Chúng ta có cách làm để làm được to. Đúng không? Có cái phương pháp nào thật ra mấy cái bài tăng cao hay là năm nay cái tính chất tư duy cao cho nên chúng ta không có cách là ngoài cách là chúng ta phải làm thật nhiều bài tập khó và từ những bài tập đó chúng ta mới lấy được nhiều kỹ năng và chúng ta khi chúng ta tích lũy đủ một cái lượng nào đó thì tự động chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ biết những giải cái còn chúng ta đừng dọn là hàng số bạn mà nó ra do không bao giờ tích lũy càng nhiều đề nó tự động cái bộ não mình tự động nó tích lũy nó đưa ra các thông tin và nó cho chúng ta xử lý được cái bài đó chứ không có một cái phương pháp nào đó. Không có học cái gì mà lại biết hết à, chúng ta phải nhớ được là cái này học càng nhiều thì tỷ lệ chúng ta làm được càng cao và chúng sẽ đi vào bài này nhé chứng ra với một số tự nhiên nghe thì vị thức là cũng là một số tự nhiên thì làm chúng ta có cái này đúng không thì chúng ta đi đầu vẫn số chung hôm nay thì chúng ta biết là trăm mỗi a mỗi năm đi trăm mỗi thì đây giống như nhân 10 là 10 a 14 nhân 10 là 120 chúng ta biết nhân mấy thì chúng ta lấy 120 à, sao biết là bước chung thì vấn đề là mình phải biết cái thứ này cái thứ của lớp 6 đó là 120 mình chia cho 12 à, rồi chia cho 24 là nhiều mười năm mình nhớ đến trên cả năm 35 23 thì mình đây luôn tại cho đến đôi khi mình hay là 50 mình quên đôi tại lúc đó là 50 ra bình là chỉ cho năm thì 120 chỉ cho năm tại sao là 24 nhìn thấy nhân 24 là chúng ta thấy như đây đó là cái tử hai mươi năm chọn mười hai mười bốn ba mươi lăm hai mươi ba năm mươi hai mươi hai mươi bốn hai chín trăm hai mươi thì chúng ta sẽ đặt nhân viên chung hai nhân viên chung thì trên còn lại là hai mươi bốn mười hai mươi ba cộng ba mươi lăm hai mươi
cộng 50 là 14, chia cho 20. Rồi cái bàn này chúng ta phải bóng lá, bóng lá trong cái ruột của nó là bóng chính, nên bóng chính là 24. Đầu tiên trước là 14 là số 1, trước ra mình có 3 là số 10, trước ra mình số 35, trước ra mình là 10, và trước tiếp theo là số tự do 54 bằng, tức là được trừ 1 bằng tiếp theo là trừ 2 trừ 3 trừ 4, tức là chúng ta có được cái chúng ta hiểu rồi. A bằng trừ 1 tức là chia ra A cộng 1 không, A trừ 2, A cộng 2 không, A trừ 3, A cộng 3 không, A trừ 4, A cộng 4 không. Tức là chúng ta lấy bốn cái này như sẽ làm cái này được chưa? Tức là ở đây chúng ta là A cộng 1, A cộng 2, A cộng 3, A cộng 4, chia cho 50. Thì các bạn mà làm sao mình biết được, có thể nói được máy tính mới biết được. Thì chỗ này nếu các bạn không tự tin thì mình chỉ cần cách là mấy bạn để nhớ cái này, hay mình nhớ chung cái này, hay còn mình hay em tiếp theo là và cái này mình nhớ chung là hai ba hai bốn cho mình làm biết mình biến đổi đúng không? Thì nên hiểu thì nghe. Chia cho mọi người là mình cũng nhân ngược lên để cho người ta thấy A mình nhân ra đúng không, là A nhân A cộng 2 cộng cho cái gì đây đó, cộng cho cái gì đây A đúng không, A A cộng cho ngõ A trên đấy. Và đây thì A A cộng 4 A cộng 3 A cộng 4 nhìn chăm chăm mình tức là đi gọn lên kiểu bên đây nên như là A mình cộng thêm A A cộng và đầu tiên là A đúng A cộng 2 là A mình cộng thêm A được chưa? A mình cộng hai A. Rồi ở đây sẽ là A cộng hai. Là bây giờ hiểu đấy nha. Còn bên này là A mình cộng bốn A. Thì là ba A cộng mười A. Là đi được lần tiếp đi cùng là nó giống cái gì mình nữa. A mình không có máy tính đâu thôi nha. A mình cộng hai A cộng hai. Hai mình cộng bốn A ba A mười A chia mười ra, hai mình cộng ba A cộng hai A mình cộng bảy A mười A ta ghép tiếp hai hai ghép ba hai mình ghép A mình cộng bảy A mười đến ba hai hai bảy cộng bảy hai đến hai hai bảy cộng bảy hai mười hai mười hai để đưa lên cái này hai 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 là hai mười bốn bảy trăm ba cộng hai bảy đây là ba hai mười ba cộng 21 A bình 36 A 2 A bình cộng 14 A 81 A bình A 24 7 A 3 A bình
là mình kiểm tra cho đúng là 24 nha. Còn 10 em của 3 thì 7 em của 3, 3 của 3, 10 em của 3, 35 em bình, 11 em bình, 21 là em 2, đúng không? 20, 7, 21 là 28, 28 là sau lại nha. Ta cho lại là 24. Kiểm tra lại cái này với nha, từ đầu với nha. Rồi 2, 2 cộng 2, 2 cộng 3. Lại 2 cộng 2 là lại 2, 2 cộng 2, 1, 2 cộng 2, 3, 2 cộng 4, 3, 2 cộng 4 đúng. Nhân vô A bình 2A, A bình 2 đúng. A bình 4A, 3A cộng 12 đúng. Rồi 8 được ra, A bình cộng 2A cộng 3 cộng 2, A bình 4A cộng 3A cộng 12 đúng. Rồi đây là A bình cộng 3A cộng 2. Cô này A bình cộng 7A cộng 12 đúng. Người ta ghép là A bình cộng 3A cộng 12 như là số 1, 12. Thì đây là 12 em rồi. Ở đây là 14. Phá một đây là 12 em rồi. 24. Rồi 24 nhân 7 em rồi. 3, 3 em rồi. 10. 12 em rồi. 21. Và 33 em rồi. 2 là 35 em. Là 5. A em rồi. A là 36. 14 là 50 em. Rồi 24 này. Đó. Rồi, lại kiểu này nha. Tiếp theo. Thì bây giờ ở đây đó. Vì A đúng, vì A là số tự nhiên. Đây, đó em. A là số tự nhiên đây. A là số tự nhiên đó. Nên A A cộng 1 hai ba hai bốn là năm số tự nhiên liên tiếp đó, năm số tự nhiên liên tiếp thì tích của chúng à, thì là lúc của chúng là à, năm số tự nhiên liên tiếp ha, nên là nguyên A là nguyên A, A là tức là đây A A cộng 1 A cộng 2 là năm số tự nhiên liên tiếp, cho nên là sự đại tích A A cộng 1 A cộng 2 A cộng 3 A cộng 4 là tích của năm số tự nhiên liên tiếp, là tích của năm số tự nhiên liên tiếp. Thì đó là trong tích năm số tự nhiên liên tiếp, trong tích năm số tự nhiên liên tiếp, năm số tự nhiên liên tiếp thì có nhất tích của hai số chẵn liên tiếp, hai số chẵn liên tiếp là tích hai số chẵn liên tiếp, tức là hai số chẵn liên tiếp ví dụ là 24, 46 liên tiếp đó, luôn một chia hết cho tám đó, cho nên nhé nếu như mình nói cho tám cũng là nhất là 24 được chưa, là con với hai cũng được nên cũng như con cũng là tám, cho nên sẽ là cái tích này để chia hết cho tám. Giờ là gì cho hai số chia hết cho tám thì nguyên cái trụng đó mình sẽ chia hết cho tám.
Đây là số 1 luôn. Được chưa? Rồi tiếp theo là gì? Công thức năm số tự nhiên liên tiếp. Công thức năm số tự nhiên liên tiếp thì luôn chia nó cho năm, luôn chia nó cho năm. Ví dụ có là nhất là không một hai bốn năm thì có số năm trong đó thì chia cho năm nhé. Đó tức là vì công thức, mình nghĩa là vì công thức đó. Có chứ, một số chia hết cho năm cho nên mình suy ra mình này tức mình sẽ chia hết cho năm, đó là số hai. Rồi trong tức năm số tự nhiên liên tiếp thì có tích của ba số tự nhiên liên tiếp, của ba số tự nhiên liên tiếp và tích của ba số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho ba. Cho nên suy ra tích này sẽ chia hết cho ba. Đó, tích này sẽ chia hết cho ba. Bạn là số 3. Rồi. Rồi. Chúng ta nói từ 1, 2 và 3. Thì chúng ta suy ra gì? Đó, từ 1, 2 và 3. Và chúng ta nói lại đó. Ta nói đó là từ 1, 2 và 3 chúng ta có luôn gì ta có này và 8, 3, 5 là chúng ta có này. Ta có luôn. Ta có 3, 5, 8 là 3 số tự nhiên. Đúng không? Là 3 số thôi. Nguyên tố hạt nhân là 3 số thôi. Là nguyên tố của nhà. Nguyên tố cùng nhau là như nào, tức là nó chỉ chia hết hai con số này bắt ra chỉ chia hết cho một đúng không, chung cuối chung cũng nó là một, hai cái đường số ba số năm thì chỉ chia hết cho một, ba tám cũng chia hết cho một, năm tám cũng chia hết cho một là những số như vậy, là số nguyên tố cùng nhau. Mình hiểu ra là khi mà những cái này đều chia hết thì những số nguyên tố cùng nhau thì mình sẽ chia hết cho tích những cái số đó. Đó. Là số cùng nhau số 4 nha, tức là từ 2 3 và 4 thì chúng ta suy ra là gì, năm số này thì chia hết cho tích của nó, thì chia hết cho 8 3 nhân 5 8 trăm mười. Rồi vậy lần này cũng chia hết cho 5 luôn cho nên suy ra cái này cái tại vì cái tử chia hết cho ta hai luôn cho nên chia hết cái này thì nó sẽ là số tự nhiên à, điều này chứng minh rồi chúng ta là thấy được cho một nhỏ tại vì chúng ta sẽ đi nhập cho một hai nhỏ à. Rồi, bây giờ cái câu này. Nó kêu mình làm gì đây? Là cho ABC view. Cho ABC view. Rồi, view là con. Và A còn ABC 3. Chứ nó lên rồi. Kêu thức A của B 3. AB. B chỉ xem mũ 3 của C và C chỉ làm mũ 3 của C đến mặt đặt 2. Tìm những cái bài với lại thuộc những cái bài có phức tạp các công thức là một trong những bài toán rất khó. Để cho mấy bạn làm được cái bài này thì thầy cũng nói rồi. Chúng ta phải tích lũy rất nhiều kiến thức. Và chúng ta phải làm rất nhiều bài.
thực sự là bộ não chúng ta nó sẽ tự ảnh hưởng ra cái kiểu nhìn và chúng ta biết được. Đó. Thì bây giờ để các bạn là còn cái điểm luôn nửa điểm cuối cùng, cho nên ở đây thầy chỉ giải đó, cái còn mấy em có làm được hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái lượng kiến thức mình tích lũy phải rất nhiều nên khó này. Tại vì cái bên này phải là bên trái này. Rồi. Cái này các bạn thấy gì? Để mình sẽ nhân tử và mẫu. Ở đây mình đem với cái mẫu chữ B ra. Còn bên mình chọn em. Trên tử mình đem cái mẫu mình đem chữ C ra. C mình đem B. Đấy. Và chữ mẫu mình đem chữ E ra. Còn A mình chọn C. Rồi ở đây chúng ta sẽ thêm bớt. Đó là E chúng ta sẽ thêm B bình. Tức là ở đây ta thấy là B bình. Là E đúng không? Cái tọa B bình. Rồi mình sẽ là cái này thì là mình xin tử này. Này chỉ thêm được B bình. Trừ B bình. Rồi bên này thì chúng tôi cho C bình trừ C bình. Và bên này thì thêm vô là A bình trừ A bình. Rồi mình sẽ tắt ngược lại đây. Nè. Thì ở đây chúng ta sẽ tắt như thế nào? Đây chúng ta lấy là B bình. Cộng A trừ B bình ở phía sau. Chúng ta lấy là C bình cộng B. C bình cộng B trừ C bình để phía sau. Ở đây chúng ta lấy là A bình cộng C trừ A bình để phía sau. Rồi chúng ta chia lại tiếp thêm. Ở cái hàng đầu chia là B bình cộng A trừ B bình cộng A bình trừ B bình B bình cộng A. Tương tự đây là C bình cộng D, C bình cộng D, phải trừ C bình cộng C, C bình cộng D. Ở đây là E bình C, E bình cộng C, trừ A bình, A bình cộng C. Rồi chúng ta rút gọn cái này cho cái đầu tiên rút gọn cho B bình cộng A cộng chữ D. Cái thứ hai chúng ta rút gọn cho chữ B, B bình cộng A. Đây ta rút gọn C bình cộng B cộng chữ C. Đây chúng ta rút gọn C chữ C bình cộng B. Ở đây ta rút gọn A bình cộng C chữ A. Đây chúng ta rút gọn A chữ A bình cộng C. Rồi, đấy là chúng ta nhớ lại một chữ E, một chữ B, một chữ C. Và ta đặt dấu trừ ra, nhớ là kia ta là E, chữ A bình, cộng C, cộng chữ B, chữ B bình, cộng E, cộng chữ C, chữ C bình, cộng B. À, rồi. Sau đó chúng ta áp dụng có lệnh thức quotient áp dụng là ta có như này, ta có này áp dụng có lệnh thức quotient là ta có là an bình em chọn cho trên A bình cộng C thì sẽ lợi bằng gì? A bình cộng B để mình để đây là đây đây là A bình cộng B và A bình cộng C nên đó bằng là hai mươi gam A bình C thì đây mình cũng là hai A bình C đó thì A bình C cho nên. Rồi, từ đó mình lấy
số này lớn số kia thì mình đẩy a chia cho số này nó sẽ tạo được lại a chia cho a bình c, nó sẽ bé một bậc a chia cho a bình c. Đấy. Cái này cũng là tương đương rất rõ này cho a vừa chọn là một chia hai căn c, một chia hai căn c là hiểu đấy. Rồi như vậy chúng ta được phép dùng các triệu chứng trong tương tự, ta cũng có là b chia cho b bình chọn e là bé và một chia e căn e và c chia c bình chọn bé căn bé và chia e căn bé. Rồi từ đó chúng ta mới từ đó chúng ta mới suy ra được tạo nguyên cái lớn hơn bằng bé bằng thì ba cái cộng lại thành một chia cho hai căn c tại một chia cho hai căn n một chia hai căn b, nếu là mình nhân cái dấu trừ hai bé nó sẽ đảo chiều lại và đây là nguyên cái tội này là mình tìm dấu trừ nhau thì nó sẽ đảo chiều lại là tất cả những này đều tương đối trường lên đó chiều là nên rồi sau đó chúng ta sẽ chọn hai vế cho cái thằng này, chúng ta sẽ chọn cho cái này đó, một cái e về một cái c thì bên này mình chọn cái trên không có đổi chiều đó. Thì ở đây chúng ta sẽ để bên đây chúng là cái chữ chữ thức bên đây chúng là cái biểu thức này được chưa, à, thức bên đây chữ thức này à, trên lớn bằng cái thức bên này nhưng mà mình đem một ngay ra ngoài chỗ này để mắc ngay gì chỗ này đấy đấy mắc ngay gì chỗ đó chúng ta để là chúng ta áp dụng công thức Cauchy, chúng ta áp dụng công thức Cauchy, chúng ta về về chọn chọn rừng xem tớ bằng hay là càng một về nhiều như là A sẽ được là một B một A là A chứ một A đấy đó là một A chọn một lớn bằng A căn của một chia cho A là một căn A cho nên ở chỗ này nếu mình nhân cái dấu trừ rồi các bạn là hiểu đó nó là như thế một phần e lớn phần này được chưa, rồi như vậy chúng ta sẽ nếu nó giống như cái này chúng ta sẽ chia cho hai số tức là một phần hai một phần hai phần một lớn bằng đó một bằng căn rồi chúng ta cũng chứng minh tương tự một ngàn một về lớn bằng chia căn về và một c một lớn bằng chia căn c
là chúng ta suy ra tức là ba cái tập lại đó là gọi tiền ba cộng với phần này tôi tớ là một cái căn bên tiếp xem tôi lớn hơn một cái căn bên cái này chúng ta sẽ làm cái này đấy, chúng ta sẽ làm nhân thì nhúc trừ hai bé là đem nghe này chút luôn thêm một nghe một chữ e một một chữ d một một chữ c là lớn bằng cái này rút gọn lại đều nghe về là ba rồi chúng ta sẽ nhân cho dấu trừ một nghe về nó đảo chiều nên là đây nhân được rồi nhân trừ một nghe về đảo chiều lại vé bằng nhân đến được một nghe cái này chúng ta hiểu cái này là trừ một phần tư để cho nhóm người thích chứng minh điều mình sẽ có không được chứ mình này mình chọn hai vế tức là này nó tặng nó mình có một như thế tức là mình chọn hai vế cho này không gọi chiều được chưa đấy lớn hơn một bằng chứ phần này hồi nãy là phần này đúng không đó phần này rồi một gì em đây cũng được ví dụ cái này là oxy đúng rồi cái này thì đúng chưa rồi cái này con này này nó sẽ lớn này đúng không cái mình nhấn cái trừ một hai phải coi cái thức này nha phải thành ghi hết chiều rồi dễ nhất chiều xưa thì không có nên là mình có áp dụng PC được đó một hình B chính là một B gần nhất đúng rồi thì là một hai hai gần nhất hai là một hình B chiều ngược nó lại nha à đáp án mình hai một b chọn cho mình trên là bên được chưa rồi chúng ta cũng được chứng minh tương tự à được bao b bán và đẹp và cái này nhiều ha một c bán mình nhập hai c rồi thì từ đó chúng ta hiểu mấy ba này bé hơn ba kia thì chưa nhất này trừ những cái này từ đó chúng ta suy ra trừ thứ hai nó sẽ lớn hơn ngược lại hiểu không là làm từ từ nha cái này
Đây là số 1 đi. Được chưa? Đó. Và đây mình sẽ suy ra là 1 em. Chưa? 1 em. Để bé vào. Em. Em. Rồi. B B C B C ra là một nguyên nhân tăng nhẹ A B C C là bé hơn bạn là mình nghe nghe điện thoại A một B một một C một để mình suy ra gian dối này đó là ba chấm tám tại lúc mà khi mình nhân dối trường thì nó sẽ đảo chiều em là đây nhân cho nước trừ vô đó thì sẽ đổi chiều lại rồi sau đó mình sẽ chọn từ ABC vô ABC thì ABC không đổi chiều chọn vô dùng này đây là C đây nhân nhân dấu trừ là đổi chiều lại mình quên đổi chiều chỗ này bé đúng không để nhân dấu trừ đổi lại mình lớn một bậc đó mình lớn một bậc đây mình rút gọn lại trong một gian được một mình kê thì mình phải làm kê cái này là nó là mình để này đi mình nhân từ một cây các bạn là sau đó mình trừ hai nhân ba là trừ ba mình thêm rồi được chưa rồi cái này một thập nhân với cộng này trừ bằng hai là hai đúng không và chúng ta đã áp dụng mắt hình thức Fuxi tiếp cho ba đó áp dụng mắt hình thức Fuxi đó là gì một quy em cộng một quy b cộng một quy c đó sẽ đưa lên đó chín quy em cộng b trên đó nè là chín quy em b quy c thì các bạn thấy chín quy để cho em bên c là ba là bằng ba rồi cho nên mình nhân cho một ngay ngay bé một ngay một quy em một quy b một quy c anh sẽ lớn bằng là một cái gì chúng ta tạo chín rồi nên là một chia một chia b trừ cho một phần hai à chúng ta chưa nhân cho một phần hai nhân cho trừ một phần hai đúng không nhân trừ một phần hai thì đây nhân cho trừ một phần hai nhiều thành trừ một phần tư nên trừ một phần tư cách ra trừ một phần tư thì đây nó sẽ là trừ ba phần tư phải thì ba phần tư à, này là rồi đấy là ba phần tư ba phần tư ba đúng chưa à, tức là nó có nên cái cộng này này lớn hơn ba xảy ra cái này đúng không
lớn bằng ba phần tư nhân cho ba trừ cho ba nên ba là chín phần tư trừ sáu phần tư trừ năm tư là tức là là gì? Chín phần tư trừ sáu phần tư, chín phần tư trừ năm phần tư, ở đây là ba phần tư, chín chia cho ABC nữa đấy, ba chín chia cho ba là bằng ba, cái này ba phần tư nhân với ba đó, chín phần tư trừ cho ba phần tư sáu phần tư là ba phần tư ra cái này lớn bằng ba phần đây là nó là số hai từ một và hai. Một thì là từ lúc ban đầu mình sẽ đó lớn được chưa, à, từ lúc ban đầu lớn tức là ở đây mình đặt nguyên cái trục này đúng không, đó suy ra được lúc ban đầu lớn bằng ba phần n là ở đây cái lớn là đây mình suy ra được trục nhân nào à, nó bằng cái à, đặt đây là số 1 ở à, đây mới là số 2 đây là số 3 đây bắt đầu là 3 hàng luôn hết từ 1, 2 và 3 thì tức là cái biểu thức này lớn bằng ba phần n rồi cái dấu bằng sẽ ra khi nào và điều này chứng minh đúng không, dấu bằng sẽ ra khi nào, khi a b c cái bằng nhau là những cực chỉ này là a b c tại vì những mức oxy này đều a b c thì mấy bạn nào quên thì nhắc lại số một số mặt tích oxy đây nhớ gì nhớ cho bên đúng không lớn mặt cho ở đây B là B đấy còn B đây còn B B lớn bằng ngang căn AB phải dấu bằng để làm gì nào, phải dấu bằng để làm gì nào AB để nghe quá cho em lớn con đang em con em n lớn bằng căn bằng n n căn bằng n n n dấu bằng để ra khi nào, à n dấu bằng để ra khi mấy cái này nó bằng như nào rồi ăn n a là a là nhân ba ba số là cái dạng suy ra rất cơ bản tức là nó cho a b u ta nói một chữ a cộng một chữ b
luôn đó bạn tối chiều nay về tại dấu bạn sẽ là kỳ nào kỳ là chỉ tiêu à về về à. Điểm bốn đó là bên sử dụng à đó một từ bên một từ bên tổng một từ bên lớn một bạn chín em về xem à rồi dấu tròn đấy là em về xem rồi đây là những cái cơ bản nhất mà các em cần phải nắm để mới làm được mới làm tắt như thế này yeah. Rồi chào tạm biệt các em nhé, bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để tôi gửi tất cả những cái đề anh thấy những bài bố vô toàn quốc thì mấy em tham khảo khi mà người giải ra nó sẽ có thông báo qua trên YouTube mình tạm biệt các em nhé.